Hôm nay anh cũng mới bị đuổi việc rồi. Nhân tiện là em cũng không muốn quan tâm gì đến anh nữa. Cho nên... Nên là anh định đi nước ngoài phải không? Ờ. Thế anh đi nước ngoài thì... Em có muốn anh đi không? Thời gian vừa rồi... Anh xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mà em không biết gì. Em thực sự áy náy lắm. Nhưng mà nếu quyết định đi nước ngoài của anh là tốt nhất cho anh thì... Thì sao? Em có muốn giữ anh không? Mình hãy buông bỏ nỗi đau đấy để sống một cuộc sống thanh thản, an nhàn có được không mẹ? Ý con là con muốn nhận thằng Khang, con muốn danh chính ngôn thuận hai anh em nhận nhau, đúng không? Sao chị chụp nhiều ảnh thế? Ừ, thì khi nào chị gặp chú Bảo, chị sẽ khoe là cả nhà mình đi chơi với nhau. Mà tuy là chú ấy tốt, nhưng mà bố mình vẫn tốt nhất. Em hiểu chưa? Đây ạ. Bộ phim Hoa Hồng Trên Ngược Trái sẽ còn rất rất là nhiều tình tiết hấp dẫn cho đến tập cuối cùng của phim. Nên là quý vị khán giả hãy cùng đón xem phim Hoa Hồng Trên Ngược Trái vào tối thứ Tư và thứ Năm trên VTV Giải Trí nhé. Khi xưa mình bối rối, nắm tay trên những con đường, từng hạt nắng nhẹ vương bờ vai áo, ngày ngập tràn hạnh phúc gửi vào gió, mong ước bên nhau để giấc mơ mang tình yêu. Rồi từng mùa hè qua đến thu sang đông se lạnh, ngày xưa ấy giờ chỉ là nỗi nhớ. Tìm lại một vòng tay, lời yêu thương như vẫn đâu đây, còn mãi đợi nhau mà cơn mưa ướt vai. Thấp thoáng chiều buông, nụ hôn vội vàng mang những kỷ niệm với bao vui buồn. Trong mơ thì thầm gọi mãi tên nhau,